cảm giác gì đến em nhỉ? Chào cô đây nhỉ? Chào cô ơi. Alo, 1, 2. Với những ánh mắt đang ngóng chờ đợi tất cả quý vị quan điểm của phái đoàn gia đình hàng ngày chúng tôi ngày hôm nay, và với những tình cảm chân thành nhất, đặc biệt nhất mà chúng tôi đang mong muốn chờ đón đến tất cả quý vị đang hiện diện chúng ta sân khấu gia đình và nhà gái ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự được chào đón tất cả quý vị, đặc biệt là những vợ của bà đại diện cho gia đình và nhà gái cũng đã hiện diện trước cổng chúng ta sân khấu, có sự hiện diện của đông đủ cô dì chú bác anh chị và các bạn trẻ như bà con lối xóm đã dành những tình cảm yêu ái mặt tại trung tâm sân khấu ngày hôm nay. Và đặc biệt chúng ta ngóng chờ một sự kiện đặc biệt, đó là những nghi lễ trang trọng trở về từ phái đoàn gia đình hàng nhà trai sẽ hiện diện tại trung tâm sân khấu ngày hôm nay. Và tất cả tình cảm của quý vị sẽ hướng về phía sân khấu để minh chứng cho một tình yêu mang tên Duy Khoa và Huyền Trang sẽ được tất cả của quý vị dành những tình cảm yêu ái để vun đắp. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, vâng, với ánh mắt, với nụ cười, với tình cảm đặc biệt của tất cả quý vị, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta hướng mắt về phía sân khấu, hãy tiếp bước về phía sân khấu để chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp nhất, trang trọng nhất. Và đặc biệt tất cả quý vị trở về từ phái đoàn gia đình hoặc nhà gái, chúng ta hãy chuẩn bị để được đón tiếp tất cả những vị trở về từ phái đoàn gia đình hoặc nhà trai cho tình cảm đặc biệt để vun đắp niềm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Duy Khoa và Huyền Trang trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị. Được dựa trên một nền tảng vững chắc, đó là tình yêu đôi lứa dành cho nhau. Tất cả quý vị sẽ có những giây phút được chứng kiến cô dâu và chú rể đăng quang niềm hạnh phúc với những lễ trang trọng từ phía gia đình họ nhà trai sẽ tiến bước trở về trung tâm sân khấu trong buổi chiều ngày hôm nay, để rồi minh chứng cho một tình yêu lên ngôi. Tất cả chúng ta sẽ được chứng kiến một chiếc cầu nối, đó là những nghi lễ trang trọng để rồi chúng ta vun đắp niềm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Duy Khoa và Huyền Trang trong buổi chiều ngày hôm nay.
3 rưỡi. Quay đầu lần.
bầu trời trong xanh rất là đẹp. Vâng, với những cái se lạnh giữa mùa đông đang đến, bắt mùa đông về để tất cả mỗi con người chúng ta lại dang rộng vòng tay, mở rộng trái tim để sưởi ấm cho nhau. Và từ đó tất cả quý vị đang cửa dồn về đây để được chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc mang tên Duy Khoa và Huyền Trang. Và sự hiện diện của tất cả quý vị chính là niềm vinh hạnh của đại gia đình, của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái, cũng như đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của Duy Khoa và Hiền Trang. Kính thưa đến tất cả quý vị, với những tình cảm đặc biệt nhất của phái đoàn gia đình và nhà gái chúng tôi, xin được mở lòng chào đón tất cả quý vị với những ánh mắt, những nụ cười, với những cái nắm tay thật chặt đang chuẩn bị để đón chào tất cả quý vị sẽ trở về chúc mừng niềm vui, niềm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và với những tình cảm chân thành nhất, gia đình nhà gái chúng tôi cũng đã chuẩn bị những bàn tiệc trà và mời lòng chào đón đến tất cả quý vị. Những tuần trà đầu đã được hâm nóng mùi hương thơm để đền đáp lại tấm thiện tình yêu ái của tất cả quý vị đã trở về đây ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy tiến bước về phía bên trong trung tâm sân khấu. Những vị đại diện cao cả nhất của phái đoàn gia đình và nhà trai, chúng ta hãy trở về sảnh chính không gian gia đình để cùng những người đại diện gia đình nhà gái cùng mời chầu, mời trà, mời nước thực hiện những nghi lễ trang trọng vun đắp niềm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, cũng như chúng ta cùng hàn huyên tình cảm, tình nghĩa thông gia. Xin được trân trọng kính mời. Bắn lên trời thôi nhá. Không vào trong trời. Bắn quả lên trúng đi. Bé đâu rồi? Ôi trời ơi. Thank you.
xin được chân thành cảm ơn giọng hát của nữ ca sĩ Vân Anh vừa mới truyền tải đến tất cả quý vị những tình cảm đặc biệt từ phái đoàn gia đình Hòa Nhà Gái. Với tình cảm chân thành nhất, chúng tôi muốn được đón tiếp nồng thị nhất đến tất cả quý vị đã hiện diện tại trung tâm sân khấu ngày hôm nay, và đặc biệt được chào đón tất cả quý vị trở về từ phái đoàn gia đình Hòa Nhà Trai với mảnh đất quê hương Cẩm Tú thân yêu. Kính thưa đến tất cả quý vị, có thể nói rằng cầu duyên thì đã bắt đôi bờ, mà cầu tình thì đã đợi chờ đôi ta, chỉ còn chờ ý của mẹ cha là chầu cau anh sắm và xe hoa anh chờ. Ngày hôm nay đây, tất cả quý vị đã hiện diện tại trung tâm sân khấu và chúng ta được chờ đợi, vâng, chờ đợi giây phút trọng đại nhất, giây phút hạnh phúc nhất của tình yêu đôi lứa mang tên Duy Khoa và Huyền Trang. Và có thể nói rằng tình yêu ấy đã đến độ chín muồi, họ đã nói với nhau ta về từ với mẹ cha, kết duyên để được một nhà bên nhau, anh về anh sắm chầu cau đem sang để được đón dâu về nhà, với minh chứng là một nền tảng tình yêu vững chắc. Và những người cha, người mẹ luôn luôn có niềm vui, niềm hạnh phúc, đó là được vun đắp niềm hạnh phúc cho con cái khi con cái đã trưởng thành và có một nền tảng tình yêu vững chắc ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay rất là đặc biệt, chúng ta được chào đón tất cả các quý vị từ bốn bên đồi ngoài, hai bên gia đình đã có mặt tại trung tâm sân khấu, cũng như được chào đón tất cả cô dì, chú bác, anh chị và tất cả các bạn trẻ đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về với sân khấu Nhà Gái ngày hôm nay. Và kính thưa đến tất cả quý vị, những tuần trà đầu đã được hâm nóng mùi hương thơm để đền đáp lại tấm thiện tình ưu ái của tất cả quý vị đã trở về đây. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta ăn một miếng trầu cho thắm đỏ đôi môi, thưởng thức một chút hương vị ngọt ngào của kẹo bánh thay cho đôi lời muốn nói. Nó đi trà thơm như tình yêu vẫy gọi và chúng ta lại bên nhau để hàn huyên, để chúc phúc niềm vui, và chúng ta cùng chứng kiến những nghi lễ trang trọng, vâng, những nghi lễ phù hợp với nét văn hóa phong tục cưới hỏi của người Việt, để rồi tất cả mọi người chúng ta đều vun đắp niềm hạnh phúc mang tên Duy Khoa và Huyền Trang. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, vâng, ngày hôm nay một ngày rất là đặc biệt. Trên mỗi một tờ lịch tất cả quý vị, vâng, tờ lịch của gia đình quý vị, chúng ta có một ngày, vâng, ngày đặc biệt, đó là ngày đầu năm 2019, đúng không quý vị? Và vâng, với niềm vinh dự của những người được đồng hành với câu chuyện tình yêu đôi bạn trẻ ngày hôm nay, cũng như với tình cảm đặc biệt của gia đình Hòa Nhà Gái, xin được gửi lời chúc đến tất cả các quý vị, ông bà, anh chị và tất cả quý vị có mặt trong khán phòng yêu thương ngày hôm nay. Một năm mới 2019 luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thôi, tất cả quý vị sẽ hướng mắt về phía sân khấu, phía trạng chính của không gian gia đình Hòa Nhà Gái ngày hôm nay để được chứng kiến những vị đại diện cao cả nhất của phái đoàn gia đình Hòa Nhà Trai và gia đình Hòa Nhà Gái với tâm tư những câu chuyện tình cảm gia đình, và đặc biệt đó là những tâm tư tình cảm để kết nghĩa tình nghĩa thông gia, và đặc biệt với miếng trầu quả cau, với những sính lễ, vâng, những sính lễ rất là đặc biệt phù hợp với nét văn hóa phong tục cưới hỏi của người Việt, để rồi chúng ta minh chứng cho một tình yêu, và đó chính là chiếc cầu nối mang tên Duy Khoa và Huyền Trang. Và kính thưa đến tất cả quý vị, chén trà đã thơm mối lương duyên, chầu cau thắm đỏ lại nối liền thông gia. Giờ đây thực sự đôi mẹ đã, đôi bạn đã chung mẹ chung cha, chung chăn chung gối, chung ta chung mình. Lúc chung này người ta chữ nghĩa tình, lấy cái pháo đẹp cái đầu bắn vào mắt, trời và ơi. Họ sẽ đi chung một con đường niềm vui, hạnh phúc, yêu thương đong đầy. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị mời chầu, mời trà, mời nước. Chúng ta hướng mắt về phía sảnh chính không gian gia đình để chuẩn bị chúng ta được chứng kiến những nghi lễ trang trọng nhất. À bên đó chị, bên tê em đứng đúng mô tê phải. Vâng, kính thưa quý vị, tôi đang đứng đây, đứng rất gần với những người đại diện của ông của bà, những vị đại diện cao cả nhất của hai bên gia đình, với những nụ cười thật là tươi, thật là rạng rỡ, với những cái nắm tay thật là chặt, với những nhịp đập trái tim thật là hiền hòa và gần gũi, để rồi tất cả các muốn minh chứng cho một tình yêu mang tên Duy Khoa và Huyền Trang. Và kính thưa đến tất cả quý vị, trong một ngày đẹp nhất của năm 2018, với nền tảng là tình yêu của Khoa và Trang, thì hai bên gia đình đã cùng trở về bên nhau để thực hiện những nghi lễ chào hỏi. Vâng, đó là dạng ngõ và ăn hỏi. Ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị những nghi lễ trang trọng tiếp theo. Trước khi chúng ta được chứng kiến những nghi lễ trang trọng, xin được giới thiệu với tất cả quý vị, vị đại diện của phái đoàn gia đình Hòa Nhà Trai sẽ gửi một lời chào, lời chúc cũng như giới thiệu đến những nghi lễ chính thức trong buổi lễ ngày hôm nay. Cháu xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức,
kính thưa hai bên bốn họ, tôi rất phấn khởi khi em xin nói là đúng hai bên bốn họ như hôm trước chúng ta gặp nhau tôi đã nói. Hôm nay tôi được sự đại diện của gia đình nhà hai họ chúng tôi. Tôi xin giới thiệu là ông bác tôi cũng như bố tôi, anh tôi, và bên đây là ông bác bên ngoài. Báo cáo các chú để biết, nhưng mà nhiều chú đã biết ông bác tôi đấy. Đấy, hôm nay thì tôi rất phấn khởi. Và đúng như em xin giới thiệu là đúng năm mới. Và thay trước tiên thay mặt cho hai họ chúng tôi á, chúc tất cả mọi người có mặt cùng vui với hai cháu chúng tôi hôm nay trăm năm hạnh phúc. Vâng ạ, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa. Và tiếp theo thì như hôm trước chúng ta đã trao đổi với nhau, nghe các cụ thường nói là thương con thì ngon rau. Tôi nghĩ như thế là chúng ta không thể chấp nhận nhau một cái điều là trái ý. Mà rau thì không ngon bằng thịt cá rồi, nhưng mà ngược lại thương con thì ngon rau. Thì hôm nay đại diện gia đình tôi xin có hai cái lễ báo cáo các cụ như vậy. Một là tôi xin cái lễ là nạp tài. Đấy, nhưng mà mong các cụ là có gì thì cũng hết sức cảm. Em xin mời vị đại diện cho họ nhà gái xin đứng chấp nhận. Lùn ơi. Vâng ạ, như lời giới thiệu của vị đại diện phái đoàn gia đình họ nhà trai ngày hôm nay ấy trở về trong buổi đại lễ ngày hôm nay thì những chính thức đầu tiên đó là gia đình nhà trai sẽ có cơ chầu rượu để xin với gia đình nhà gái, đó là lễ nạp tài. Vâng, xin được giới thiệu vị đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ có phát biểu và nhận lễ, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa bạn Đức, kính thưa hai họ, kính thưa bạn tổ chức, kính thưa hai họ, kính thưa bà cụ thân xin cho ông tiến, kính thưa bà cụ thân xin cho bà dân, kính thưa ông bà ông cụ thân xin cho bà, kính thưa tất cả các bạn thân khách xa gần của hai cháu. Hôm nay là ngày lành rất tốt, là cái sự quý nhiệm của gia đình nhà ông Cảnh và Hằng cho phép tôi được đại diện gia đình nhà gái đến đây nói chuyện cùng gia đình nhà trai trong buổi ăn hỏi nạp trong buổi nạp tài hôm nay. Trước tiên vào cái nội dung mà ngoại trai và ban tổ chức đề cập đến thì cho phép tôi được những lời chúc sức khỏe tới các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác và hai bên gia đình cùng toàn thể các vị quý khách xa gần sức khỏe và hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Sau đây là coi như thế là họ nhà trai đã có cái lễ là ăn nạp tài thì thay mặt cho họ nhà gái tôi sẽ xin nhận cái lễ nạp tài của họ nhà trai. Vâng ạ, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cảm nhận được rằng tình cảm của những người đại diện cho hai bên gia đình rất muốn vun đắp cho đôi bạn trẻ để chính thức được trở về bên nhau. Và cơ chầu rượu bên phía gia đình họ nhà trai, cơ chầu rượu nạp tài đã chính thức được đại diện của gia đình nhà gái chấp nhận, minh chứng rằng tất cả quan viên hai họ đã minh chứng cho Duy Khoa và Hiền Trang chính thức được nắm tay nhau để bước vào một cuộc đời hạnh phúc. Xin được chúc mừng. Vâng, kính thưa đến tất cả quý vị, chúng ta rất là vui mừng được chứng kiến những nghi lễ được hai bên gia đình có thể nói là được thực hiện một cách rất là ấm cúng và tình cảm đã có gắn kết tình nghĩa thông gia cũng như tình cảm của hai bên gia đình cùng quê hương Cẩm Thủy thân yêu. Và ngày hôm nay đã gần thì lại càng gần hơn. Thế rồi chúng ta được cảm thấy chầu cau chính là một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Vâng, hai bên gia đình đã có những câu chuyện thật là thắm đượm tình cảm. Xin được chúc mừng và cảm ơn tình cảm của hai vị đại diện đã đại diện cho hai bên gia đình để có cưới chầu và thực hiện xong nghi lễ nạp tài. Và xin mời hai ông chúng ta cùng ngồi xuống, chúng ta lại tiếp tục mời chầu, mời trà, mời nước để rồi chúng ta lại tiếp tục hàn huyên những câu chuyện tình cảm. Và đặc biệt là chúng ta đang chuẩn bị, chúng ta đã đến một năm mới rồi, chúng ta hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm 2019 đầy sự thành công. Và sau đây xin được trân trọng kính mời. Vâng, chắc tất cả các quý vị đang ngóng chờ một điều mà lâu nay thì chúng ta luôn mong ngóng chờ đợi từng ngày, từng tháng và đến bây giờ, đó là chờ đợi từng phút giây. Đó chính là sự hiện diện của hai nhân vật chính câu chuyện tình yêu, chính là, vâng, xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, chú rể Duy Khoa và cô dâu Huyền Trang sẽ chính thức ra mắt đến tất cả các quý vị. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ.
Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy hiện diện trước vị đại diện của cụ ông cụ bà để chúng ta dành một cái cúi chào thật long trọng để cảm tạ những tình cảm mà ông bà cũng như tất cả những người thân trong gia đình đã vun đắp cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Xin mời ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy trở về phía sảnh chính của không gian gia đình. Xin mời ạ. Vâng, xin mời ạ. Đôi thanh mai trúc mã rất là đẹp đôi đứng trước tất cả các cụ ông cụ bà những vị đại diện để dành một cái cúi chào. Mời, xin được kính mời. Rồi, vâng, xin tất cả các ông hãy dành một cái vỗ tay ạ. Vâng, sau đây sẽ trở về với bên các cụ bà. Vâng, đây là dâu là rể nhà mình đấy, xin được giới thiệu tất cả các bà. Vâng, một cái cúi chào thật là long trọng, xin được cảm tạ. Vâng, và đây là tất cả những quý vị đã dành những tình cảm yêu ạ.